Chào các em, hôm nay chúng ta học về một cái gọi là rất là đặc biệt mà có lẽ chỉ có trong tiếng Đức. Cũng vì lý do đó đó, những người nào mà học tiếng Đức rồi đó thì họ sẽ nói rằng là không có tiếng nào có thể qua mặt được tiếng Đức về cái tính cách chính xác và rõ ràng. Phần rõ ràng như thế nào các em sẽ thấy trong cái mục bài hôm nay có tựa đề là Participe Presence. Đây là thuộc về trình độ B1, có nghĩa là các em có thể sẽ phải học bằng tiếng Đức nhiều hơn. Và bài số 20, chương 150. Participe Presence nghĩa là gì? Participe Presence, lấy một thí dụ: Das Kind lernt sprechen và Die Schüler lernen sprechen. Hai câu này nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau là chỉ có chữ D đằng sau này thôi. Chữ D đằng sau này. Như vậy tại sao lại lernen sprechen ở không có D và lernen sprechend có D? Hai câu này nghĩa là gì và khác nhau như thế nào? Thực sự nó khác nhau rất là nhiều. Mà chỉ cần thêm chữ D không, nó đã diễn tả được một cái sự gọi là thông minh vô cùng. Lấy một thí dụ như vừa mới nói, Das Kind lernt sprechen, có nghĩa là một đứa bé nó đang tập nói, nó chưa nói được, nó tìm cách lặp lại cái lời nói của người lớn. Nó chỉ lặp lại rồi một sau đó nó mới hiểu. Cho nên khi mình dạy một đứa bé nó bắt đầu tập nói thì người ta nói là Das Kind lernt sprechen, có nghĩa là nó tập, nó học nói. Nó học để nói người khác coi làm sao ra. Thì trong đó lernen và sprechen đều là học verben hết. Lernen, sprechen đều là học verben. Trong khi đó, die Schüler lernen sprechen, có chữ D đằng sau. Đó là các là những đứa trẻ ở trong lớp được thầy giảng dạy cách dùng diễn tả câu nói, cách dùng từ ngữ làm sao cho đẹp, cho đúng, cho giỏi. Tức là die Schüler này đó là nó biết nói rồi, nhưng mà câu văn nó chưa được chiêu lưu loát, chưa được diễn tả đầy đủ rõ ràng, cho nên phải thêm chữ D đằng sau để nói rằng là đây là những người đã biết nói, bây giờ đang học cách nói làm sao cho hấp dẫn. Đó, nó khác biệt ở cái chỗ đó. Có thể nói rằng là một cái tuyệt vời trong một ngôn ngữ mà chỉ thêm chữ D không, mà cái câu nó nói hoàn toàn ý nghĩa khác nhau. Đó. Thì cái chữ lernen á là verb, nhưng mà chữ sprechen nó là adverb để bổ túc cho cái lernen, tức là nó học cái phong cách nói, đúng không? Nói nôm na chữ D mà thêm đằng sau tiếng Việt mình có thể là một cái phong cách. Lernen sprechen tức là học một cái phong cách nói đó. Và lernen này chính là một cái adverb, mà tiếng Đức adverb thì nó giống như adjective, là có thể tìm được, có thể làm được những cái chuyện giống như adjective. Có thể, tức là mình nói là đây là một số những thí dụ để cho mình hiểu rõ thêm được cái participe presence nó quan trọng như nào và nó hay như nào. Khi mà các em tập viết, các em làm những bài văn ra thi viết, các em phải nên nhớ cố gắng sử dụng cái dạng gọi là participe presence để cho người Đức, cho thầy giáo biết rằng là các em có học về cái này rồi và câu văn của các em sẽ rõ ràng hơn nữa. Cho nên hãy luyện tập viết làm sao cho dùng rất nhiều cái participe presence. Lấy một thí dụ, đứa bé đang nói đó là con tôi. Tiếng Việt mình dùng tới hai câu, đứa bé đang nói đó là con tôi, đúng không? Tiếng Đức nó chỉ dùng ở một câu Das sprechende Kind ist mein Sohn, tức là cái chữ sprechende Kind có nghĩa là diễn tả là đứa bé đang nói rồi. Ist mein Sohn. À, các em thấy dễ sợ chưa? Nó rút hai câu trở thành có một câu thôi. Das sprechende Kind ist mein Sohn. Các em cũng có thể viết là Das Kind das gerade gesprochen hat ist mein Sohn, thì cũng thành hai câu giống tiếng Việt thôi. Đúng không? Das Kind das gerade gesprochen hat ist mein Kind. Đó là cái hình thức đó. Nhưng mà tại sao mình dùng hai câu khi mình rút ngắn lại được một câu rất là rõ ràng?
Đó, thì như vậy tiếng Đức nó hay ở cái chỗ đó và nó làm cho câu văn sáng sủa và rõ ràng. Những người nào mà nắm được ngữ pháp về tiếng Đức và học giỏi tiếng Đức, họ sẽ không thể nào viết được một câu văn mà có vẻ gọi là mập mờ, không không có ai hiểu gì cả, viết xong chẳng rõ ràng. Cho nên các em hãy tập luyện viết làm sao, hãy dùng rất nhiều participle present như là một adjective. Đó. Thầy nói là Das sprechende Kind ist mein Sohn. Các em hiểu không? Das sprechende Kind ist mein Sohn. Đó. Cũng như là cô bé đang chờ ở bến xe, đó là bạn gái tôi. Cô bé đang chờ ở bến xe, đó là bạn gái tôi. Tiếng Đức nó lại dùng chỉ có một câu thôi. Đây mình dùng tới hai câu. Cô gái đang chờ ở bến xe, đó là bạn tôi. Hay tiếng Đức nó chỉ dùng có một câu. Das Mädchen, tức là das cô gái. Bây giờ nó mới dùng một cái gọi là cái bộ phận ở chính giữa này, nó gọi là một attribute đó. An der Haltestelle wartender, tức là đang chờ ở bến xe. Das an der Haltestelle wartender Mädchen ist meine Freundin. Đó. Tức là nguyên cái câu gọi là cô bé đang chờ bến xe, nó rút gọn lại có một chữ, có một khúc gọi là attribute đằng trước một cái Mädchen. Das an der Haltestelle wartender Mädchen ist meine Freundin. Cái chữ wartender này nó phải là participe present. Đó, các em thấy thấy hay không? Tiếng Đức nó biến hai câu trở thành một câu. Das an der Haltestelle wartende Mädchen ist meine Freundin. Das an der Haltestelle wartende Mädchen ist meine. Rồi nói chúng ra cái văn văn mà viết participe này, người ta dùng trong văn viết nhiều hơn. Văn nói mình mà nói bằng cái văn như thế này đó thì người ta sẽ coi mình là một chuyên gia, một nhà nhà viết văn rất là giỏi, toàn nói câu đó. Lẽ đương nhiên người ta hiểu, làm gì ta không hiểu, nhưng người ta sẽ đánh trình độ của mình rất là cao. Tại vì bình thường một người dân Đức, ngay cả người Đức bình thường hay một người không có trình độ vẫn cao, họ vẫn dùng hai câu Das an der Stelle stehende Mädchen ist meine Freundin. Tức là das Mädchen, das an the die understand and the understand is my Freudian. Đó. Họ sẽ dùng như vậy, nhưng viết thì họ mình phải viết kiểu này. So das an der understand the vaccination is my Freudian. Đó. Lấy một câu thí dụ kế tiếp nha. Das Kind lernt nicht laufen, sondern das Kind lernt laufen. Das Kind noch nicht laufen kann. Nghĩa là gì? Das Kind lernt nicht laufen. Như đã nói, nó có chữ D đằng sau này có nghĩa rằng là một cái phong cách. Das Kind lernt nicht laufen, tức là nó không học cái phong cách đi cho đẹp giống như người mẫu hay cái gì, mà nó chưa biết đi, nó đang tập đi. Tức là dồn đến Das Kind lernt laufen, tức là đang tập đi. Bởi vì Das Kind noch nicht laufen kann. Bởi vì Das Kind noch nicht laufen kann. Các em thấy rõ không? Nó chỉ thêm mỗi chữ D thôi mà cái ý nghĩa nó khác nhau rồi. Das Kind lernt nicht laufen. Nó không phải học cái phong cách như người mẫu mà dồn đến Das Kind lernt laufen, Das Kind noch nicht laufen kann. Đó. Rõ ràng hai câu đó mình nghe thoáng bắt đầu mình không hiểu, nhưng mà thực sự là các em phải hiểu rằng là Das Kind lernt nicht laufen. Das Kind lernt laufen, Das Kind noch nicht laufen kann. Das Kind ist noch nicht laufen. Deshalb das Kind lernt laufen. Das Kind lernt nicht laufen. Der Sportler lernt nicht laufen. Sondern der Sportler lernt laufen. Tức là một nhà thể thao nó không phải là tập chạy, mà nó không phải là tập học chạy, mà nó phải biết cái phong cách chạy làm sao thật nhanh, cho thật gấp hay là cho đúng chân trước chân phải, hơi thở làm sao, cái đó là nó lernt laufen, tức là một cái phương pháp, một cái phong cách để chạy. Hoặc là một người mở người mẫu nhé, model đó, yeah. Thì mô đến lén đến ghê hình, những người mẫu học cách đi phải là ghê hình, nó có chữ D đằng sau chứ không phải là nó ghê hình người ta cười, tại vì ghê hình tức là chưa biết đi, coi như mày lê ghê hình tức là học phong cách đi. Das Kind lernt stehen, tức là một đứa bé đang tập đứng. Đó, chứ không phải là một người gọi là người mẫu tập đứng tạo dáng ra làm sao, thì nó là người mẫu phải là lên stand, đúng không? Nhớ nghe, cũng như bam yoga lên mình biết anh em bài stand,
có chữ D đằng sau, tại vì học yoga người ta đứng trên một cái chân, tại vì nó tìm cái phong cách đứng làm sao cho vững vàng. Chứ bình thường nó đứng được, đứng một chân đứng đang đứng, nhưng mà nó phải đứng làm sao cho đứng giống như là một cái khúc cây và không nghiêng ngả, cho nên nó phải là land and stay. Và bây giờ như đó là cái đó là cái đó là những cái người ta gọi là advep, tức là một người nó là udo antwortet lachend, tức là udo nó vừa trả lời mà vừa cười. Đúng không? Udo stand schweigen, tức là vừa đứng mà im lặng. Neben seinem Freund. Cái chữ này trở thành adverb để bổ túc cho kia, tức là lachend, schweigend. Giờ mình ôn lại một tí cái vừa rồi là adverb, tức là đi theo một động từ. Bây giờ mình là adjective đi theo một nomen. Ví dụ, ein schreibendes Kind. Có đứa bé đang viết, nó đang viết chứ không phải là tập viết nha, phải nói nó đang viết. Arbeitendes Tier, tức là một con vật đang làm việc chứ không phải là gì cả. Das singende Mädchen, tức là một đứa bé, một cô gái đang hát, có nghĩa là đang thực sự làm việc là đang là hay nhất. Ein singendes Mädchen, tức là một cô gái đang hát. Ein lachendes Baby, tức là một đứa bé đang hát, cười. Ein weinendes Kind, một đứa trẻ đang khóc. Laufendes Pferd, một con ngựa đang chạy. Flugzeug fliegendes, Flugzeug máy bay đang bay. Der Hund sprang aus dem Stehen der Wagen, tức là con der Hund sprang aus dem Stehen Wagen, tức là một con chó nó nhảy ra ngoài một cái xe, nhưng mà xe đã Stehen der Wagen đang đổ. Nếu mà giỏi hơn nữa thì nó sẽ nhảy ra từ một xe đang chạy, ausfahrenden Wagen nhé. Tức là mình cái nhờ cái chữ gọi là participe present này á, mình làm cho cái câu văn nó sáng sủa ra, nó mạnh mẽ ra và nó đầy đầy cảm xúc ra. Der Hund sprang aus dem Wagen, nếu mình nói như vậy là đương nhiên là bình thường. Der Hund sprang aus dem Wagen, chó nhảy ra khỏi cái xe bình thường, biết không? Nhưng nếu muốn nhấn mạnh the Hund sprang aus dem stehenden Wagen, tức là đang nó nhảy ra từ một xe mà xe đang đổ, hoặc là aus dem fahrenden Wagen, tức là từ một xe mà xe đang chạy, tức là câu văn nó sống động hơn nữa. Cũng như là der jetzt ein fahrenden Bus kommt aus der Universität, cái xe đang từ từ tiến tới, nó từ uni tới về tới đây. Der jetzt ein fahrender Bus kommt aus der Universität, đúng không? Đó là mình biết cái xe nó đang tiến tới, mình chủ yếu nhắm vào cái xe sắp sửa tới đây, bây giờ đến. Còn mình nói the bus come out the United thì bất cứ một cái xe nào mình chẳng biết nữa, có thể nó 10 phút sau, cũng có thể nó đứng ở đó rồi hay nó đã gì, nhưng mà the yes I'm firing the bus, tức là xe đang đi, đang tiến vào bến đó. The yes I'm firing the bus comes out the university. Nó khác nhau ở chỗ đó, nhờ cái participe present này mà cái diễn tả rõ ràng hơn. Cũng cũng the reisender, tức là những người đi du lịch đó, là bạn của Udo, cái người mà đang du lịch là bạn. The reisender, đáng lẽ phải là the reisender man, tức là người ấy, nhưng mà như đã nói các em đã học rồi, adjective khi mình bỏ chữ nomen đi thì mình có thể sử dụng adjective như một nomen. Der Reisende ist der Freund von Udo. Cái bài này nó ít, nó chỉ nói về participe present thôi. Nhưng mà các em hãy tưởng tượng người nào biết sử dụng participe present đó, thì ra thi chắc chắn là sẽ được điểm tốt, tại vì đó là một cái đặc tính đặc biệt của tiếng Đức mà nhiều người học rồi mà lại không biết cách sử dụng, hoặc là chỉ nhớ loang thoáng thôi. Nhưng nói lại là đóng vai trò rất là quan trọng trong văn chương. Đó. Thì gọi là ich danke euch für das Zuschauen des Videos, aber nicht vergessen, like, Kommentar zu hinterlassen. Weiterleiten an Freude. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Macht gut. Thế là hết bài Participe Presence. Chúc các em gọi là nhiều lý tưởng, nhiều ý tưởng để khi ra thi viết, hãy dùng thật nhiều participe present để cho câu văn càng ngắn chừng nào nhưng càng rõ ràng chừng đó.
Viết dài không phải là viết giỏi, viết làm sao cho cái câu văn rõ ràng, mạch lạc và biết sử dụng cái ngữ pháp grammatic của Đức thì cái đó được điểm nhiều hơn. Cheers.